Chúng ta sẽ nghiên cứu bài giảng 3 nước. Chúng ta nghiên cứu phần cuối cùng, phần 2, phân loại axit và muối. Chúng ta khảo sát tính chất của oxit axit tác dụng với nước. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về phân loại và gọi tên axit. Định nghĩa thế nào là axit? Axit là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nhóm, một hay nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit. Rồi, axit chúng ta được chia thành hai loại, đó là axit có oxy và axit không có oxy. Chúng ta có tên gọi của axit không có oxy. Luật như sau. Thì nó sẽ bằng từ trừ cái đầu tiên, đó là từ axit cộng tên Latin, lưu ý là Latin không phải Việt Nam em nha, của phi kim cộng cho từ hydric. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ có như thế này, tên axit này. Hydro đứng đầu gọi là axit. Tên Latin của clo là vẫn là clo kết hợp với hydric, như vậy đây là axit clo hydric. Axit brom hydric, axit iốt hydric, axit. Lưu ý cho thầy cái S của chúng ta đọc là lưu huỳnh, nhưng mà theo tiếng Latin, hiểu không? Tiếng Latin nó không đọc là lưu huỳnh mà nó đọc là sunfu hydric. Axit sunfu hydric, được chưa? Cái đây bạn hiểu chưa, để thầy giảng tiếp. Dạ rồi thầy. Rồi. Và chúng ta lưu ý là giữa tên axit và tên muối nó rất là gần nhau. Ngày hôm nay là chúng ta vừa học tên phân loại axit vừa phân loại muối luôn nhá. Như vậy, chúng muối chúng ta được hình thành bằng cách nào? Thì đó là chúng ta muối chúng ta được hình thành bằng cách là bỏ hydro của gốc axit thì hình thành gốc axit của muối. Được chưa em? Bỏ đi. Bỏ hydro thì nó còn clo, brom, iốt và lưu huỳnh. Được chưa? Gốc CL chúng ta đọc là clorua, BR đọc là bromua, Y đọc là itua, iotua. Còn S chúng ta đọc là sunfua. Bây giờ nếu có hydro đứng đầu thì thằng này đọc thêm là hydro sunfua. Rồi, ở đây bạn hiểu được sơ luật chưa? Chúng ta đến 1.3, đó là tên gọi của axit có oxy. Tên gọi của axit có oxy. Thì nó tên nó là bằng nó có từ đầu tiên là từ axit cộng tên Latin của phi kim cộng có vần rích cộng vần rơ. Rồi, theo quy tắc là rích là giàu, rơ là rơm, rơm là nghèo, thấy chưa? Giờ mình nói cho bạn hiểu. Trong này chúng ta nói về carbon. Carbon chúng ta có hai oxit là CO và CO2. Trong đó CO chúng ta là oxit trung tính, còn CO2 chúng ta là oxit axit. Cái gọi tên thì mình khá là quen thuộc rồi. CO chúng ta đọc là carbon oxit, còn CO2 là carbon. Đây có hai oxit đọc là dioxit, đừng đọc ngược lại là dioxy. Chúng ta nhớ cho thầy như thế này. Ở đây chỉ có những oxit axit thì mới có axit tương ứng. Còn oxit trung tính là do nó không tác dụng được với nước, cho đó nó không có axit tương ứng. Bây giờ như vậy H2SO3 chúng ta đọc là axit carbonic. Rồi, tới đây bạn hiểu chưa? Và chúng ta lưu ý này, oxit trung tính là không có axit tương ứng thì sẽ không có gốc axit, bởi vì gốc axit chúng ta được hình thành bằng cách bỏ hydro của axit. Đây, nếu mình bỏ đi một hydro thì nó còn HCO3, bỏ đi một hydro thì gốc này hóa trị một nha, bỏ hai hydro thì gốc này hóa trị hai, được chưa em? Rồi, cơm ăn ba thì ăn hai chén, được chưa? Hơi ăn chén còn chén, nghĩa là gốc CO3 hóa trị hai thêm H vô thì tăng hóa trị lên. Chúng ta có hai cách để thuộc gốc, một là em hiểu được axit chính thức của nó, được không? Em bỏ hydro hoặc là em nhớ lại cho thầy cái gốc axit. Cái gốc axit như là CO3 này, SO4 này, NO3 này, vân vân ha. Thì chúng ta học trong cái phần học kỳ 1 rồi. Cái CO3 chúng ta đọc là carbonate, còn H3 trừ chúng ta đọc là hydrocarbonate. Được chưa nhờ? Rồi tiếp tục. SO2, SO2 chúng ta là oxit axit. Nó là lưu huỳnh dioxit. Được chưa? SO3 chúng ta là cũng là oxit axit, nó là lưu huỳnh trioxit. Và hai thằng này đều có axit tương ứng, nghĩa là sau chúng ta học hết bài axit này, hết phần axit này thì chúng ta đến tính chất quan trọng nhất của oxit axit, đó là tác dụng được với nước, được chưa? Thì điều quan trọng ở đây đó là gì nhỉ? Là nó tác dụng với nhau như thế nào? Thế thôi. Thì để tác dụng được thì bạn hiểu được cho thầy là axit tương ứng của nó là gì. Đây, axit tương ứng của SO2 là H2SO3, axit này axit sunfu-rơ.
Axit tương ứng của SO3 là H2SO4, axit này là axit sulfuric. Được chưa em nhỉ? Và chúng ta sẽ bỏ hydro của chất đầu tiên này. Bỏ đi một hydro thì nó thành H2SO3 trừ hóa trị 1. Bỏ đi hai hydro thành SO3 2 trừ hóa trị 2. Cái gốc SO3 chúng ta đọc là sulfic. Bây giờ còn gốc SO3 H2SO3 trừ thì đọc là hydro sulfic. Được, bạn nhìn lên đây, mình có hai là triết lý giàu và triết nghèo. R R này giống như là rơm. Được chưa? Rơm thì có ba oxy mà rích là rích kích, rích kích là rất giàu. Nó giàu là bốn oxy. Ở trong hai thằng này H2SO3 và H2O4. Được chưa? H2O4 chúng ta là rơ vào vần X. Còn SO3 chúng ta rơ vào vần rơ. Như vậy nó là axit sulfuro. Với tiếp tục. Được chưa? Cái đuôi này rơ em nha. Đuôi rích này với đuôi rích bên này khác nhau, đuôi khác nhau nha. Đuôi rích này là rích kích, còn đuôi này là X, là giống như bích hạt bích tờ đó. Sulfuro thì sulfic. Còn sulfuric thì là sulfat, bạn chỉ cần thuộc những đó là đủ. Máy này chúng ta thuộc lòng thì tốt hơn là thầy chỉ nhé. Chúng ta khảo sát tiếp theo đó là N2O5. N2O5 chúng ta là oxit axit. Thằng này đọc là dinitro pentaoxit. Được chưa? Thằng này có axit tương ứng là HNO3, thằng này là axit nitric. Nếu anh bỏ hydro thì nó thành gốc NO3. Gốc NO3 chúng ta là hóa trị 1. Thằng này là axit nitric thì thằng này thành nitrat. Tiếp tục. HNO2 chúng ta là axit nitro. Còn NO2 chúng ta là nitric. Cái khó nhất của mình là học thuộc lòng chứ còn nó dễ hết. Được chưa em? H2SO4 chúng ta là axit sulfuric này, thì nếu mà gốc axit tương ứng bây giờ sẽ là SO4 2 trừ là sulfat, thêm hydro vô là hydro sulfat. Chỉ cần thuộc gốc axit thôi. Nghe. Gốc này là gốc axit không có hydro thì nó tạo thành mũ axit, còn gốc axit có hydro thì nó tạo thành gốc axit không còn hydro thì sau này nó sẽ tạo ra muối, đó là muối trung hòa. Còn gốc axit còn hydro thì nó tạo ra mũ axit. Như vậy một của chúng ta là tạo ra muối trung hòa, còn hai chúng ta tạo ra muối axit vì hai của chúng ta là gốc axit còn hydro, thế thôi nhé. Cái đây bạn hiểu chưa? Dạ rồi. Tiếp tục. Tiếp tục em ơi. Tiếp tục chúng ta đó là gì? Ở đây là chúng ta lập rồi em nha. Tiếp P2O5, P2O5 chúng ta có axit tương ứng là H3P4, thằng này là axit phosphoric. Thì gốc ở đây là gốc phốt phát, thêm một hydro vào thì gốc này hóa trị 2, và thêm hai hydro vào thì gốc này hóa trị 1. Bây giờ đây là phốt phát, còn đây là hydro phốt phát, còn đây là dihydro phốt phát. Được chưa? Còn thằng này ít đụng, chúng ta bỏ qua. Chúng ta đến ví dụ một em, chắc nào sau đây không là axit. Không là axit. Axit là gì? Axit là có cái hợp giữa một hay nhiều nguyên tử hydro với gốc axit. Như vậy, flo chúng ta có gốc axit này. Này này có gốc axit, này có gốc axit. Còn oxy chúng ta không có gốc axit, như vậy chúng ta chọn câu D. Nước chúng ta không được gọi là axit em nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ đọc tên từng thằng một, HF. HF là axit không có hydro. Thì tên gọi của hắn như thế này. Axit F chúng ta đọc là flo. Được chưa? Kết hợp với từ hydric, axit flo hydric. Axit không có oxy là bằng từ axit cộng gì? Tên Latin của nguyên tố phi kim cộng cho từ hydric. Rồi. Bây giờ nếu thầy bỏ hydro thì góc này tạo thành góc flo trừ. Flo trừ tức là góc này hóa trị 1 và nằm đằng sau, góc này hóa trị 1. Thì thằng này đọc là flo nha. Fluorua. Tiếp tục. B. H2S. H2S là axit mà trong trường hợp này là không có oxy. Thì nó từ bằng từ axit này. Cộng cho gì? Cộng cho gì? Đây chúng ta đọc lại lý thuyết. Cộng cho gì đây? Tên Latin của phi kim cộng cho từ hydric. Tên Latin của phi kim. Phi kim ở đây là lưu huỳnh đúng không? Lưu huỳnh thì chúng ta đọc là gì? Sun sunfu đúng không em? Hydric
Bây giờ hydric. Hydric đó. Bây giờ giữa đây chúng ta sẽ có hai góc axit, bỏ một hydro tạo thành HS trừ, bỏ hai hydro tạo thành S2 trừ. Cái S2 trừ này chúng ta đọc là sun gì? Sunfua. Sunfua. Đó. Rồi còn thằng này chúng ta thêm hydro đứng đầu thì đọc là hydro sunfua. Cái tốt nhất để chúng ta học tên của mấy mối này đó là chúng ta học thuộc lòng, hoặc là chúng ta học một số mẹo nhẹ nhẹ cho thầy đại chị vậy thôi. Thì đi tiếp tục cho bạn ơi. Chúng ta đến H2SO3. H2SO3 đúng không em? H2SO3 chúng ta thằng này là axit. SO3 chúng ta đọc là gì? Đây. Chúng ta phải học thuộc lòng cho thầy thằng này. SO3 chúng ta là axit sunfuro. Được chưa? H2SO3 đây. Axit sunfuro. Axit sunfuro. Được chưa em? Rồi. Như vậy axit sunfuro này, được chưa? Thì nó sẽ bỏ hydro để hình thành gốc axit tương ứng. Cái gốc axit này kết hợp với kim loại tạo thành mũi thế thôi. Như vậy ở đây nó bớt một hydro, nó tạo thành gốc HSO3 hóa trị 1, và bớt hai hydro tạo thành SO3 hóa trị 2. Trong hai góc này em chỉ cần học gốc của mũi trung hòa thôi, tức là em chỉ cần học gốc SO3 hai trừ thôi, bạn hiểu không? Các bạn hiểu chỗ này không ạ? Dạ có. Rồi. Sau đó chúng ta chỉ cần cái thằng trên thì chúng ta lấy thằng dưới cộng cho từ hydric vô nữa là xong. Thêm hydro vô là xong. S3 chúng ta đọc là sun. Sunfix. S3 này là sunfix. Góc S3 em nha. Thì thằng này đi đứng đầu thì đọc là hydro sunfix. Để cho nào. Rồi, cầu nước của chúng ta thì không phải là axit, do đó thầy không gọi tên. Thế thôi. Cái kiến gì không em ơi? Dạ không. Dạ không. Phần này thầy nói các bạn là chúng ta mang tính chất học thuộc nhiều hơn, làm nhiều nó nhớ thôi, chứ còn biểu mà thầy dạy các bạn hiểu ngay và làm thuộc luôn á thì nó sẽ là không được đâu, phải từ từ. Rồi chúng ta đến ví dụ 2. Tới đâu mà làm kỳ tới đó luôn em, thì sau này chúng ta học sẽ rất là dễ. Rồi, ví dụ 2. Chất nào sau đây là axit? Đây, HCl chúng ta là axit này. Còn B, C và D chúng ta không phải là axit. Bây giờ thầy giải thích rõ. HCl chúng ta là axit không có oxy. Thì nó bằng từ axit cộng cho tên Latin của nguyên tố phi kim cộng hydric. Như vậy thằng này đọc là axit clohydric. Hydric. Các bạn cẩn thận nha, phần này phần quan trọng lắm. Và ở đây hình thành gốc axit thì thầy sẽ bớt hydro. Thầy bớt một hydro thì gốc này là gốc clo trừ hóa trị 1. Thằng này là clo rua. Được chưa? Bên này là axit, còn bên này là sẽ là muối. Tiếp tục. COO. COO chúng ta là oxit đúng không em? Thằng này đọc là đồng hai oxit. Đồng hóa trị 2. NaCl thầy nói luôn cho bạn hiểu. Na chúng ta đọc là natri. Đúng không em? Natri. Clo chúng ta đọc là gì? Clo chúng ta Cl chúng ta là gốc axit, thầy đọc là clorua, natri clorua. NaOH. Na chúng ta đọc là natri. OH chúng ta đọc là hydroxit. Được chưa? Như vậy axit ở đây chúng ta chọn là câu A. Vậy thôi. Coi kiến gì không em ơi? Dạ không thầy.
Rồi nếu không ý kiến thì thầy đi tiếp. Chúng ta đến ví dụ 3. Chất nào sau đây không là axit thì chắc chắn đó là H2O rồi. Thầy cho này để thầy giảng cho bạn kỹ hơn. Vì kết hợp giữa hydro và gốc axit này, hydro gốc axit này, hydro gốc axit này. Nước của chúng ta không là kết hợp giữa hydro nhưng mà oxy này không phải là gốc axit em ha. Nước là nước, nó không thuộc loại axit cũng không thuộc loại oxit cũng chả thuộc loại bazơ luôn. Chất nào sau đây không là axit chúng ta lựa chọn câu D rồi. Bây giờ thầy giải thích rõ câu A. HBr. Thằng này đọc là axit. Br chúng ta đọc là brom. Hydric. Được chưa? Như vậy đây thầy nếu thầy lấy cái thằng axit này thầy bỏ hydro sang thành gốc axit là Br trừ thì thằng này đọc là brom. Mua. B HNO3. Axit HNO3 chúng ta là axit nitric. Nitric, được chưa? Chúng ta lưu ý cho thầy chỗ HNO2. O2 với O3 thì O3 giàu, còn O2 thì nghèo. Giờ dầu thì là rickets, như vậy tức là dầu oxy thì nó rơi vào vòng XIC, rickets đấy. Còn thằng này sẽ là axit ni nitơ, được chưa? Đáng lẽ là phải là nitơ rơ, nhưng mà nitơ rơ thì người ta ghi thành nitơ. Đáng lẽ phải là nitơ rick nhưng mà nó ghi là nitric kèm nhá. Đó, phải hiểu điều đó nè. Như vậy vừa giờ đây thầy nếu thầy bỏ hydro đi thì thành gốc axit là NO3 trừ. Thầy bỏ đi thì thằng này là NO2 trừ, gốc này hóa trị 1. Trừ này tức nghĩa là nó hóa trị 1, được chưa? Gốc NO3 chúng ta đọc là ni nitrat. NO2 chúng ta đọc là ni nitơ. Vậy thôi. Coi kiến gì không em ơi? Có kính không để thầy nhận tiếp. Dạ không thầy. Rồi, nếu không ý kiến gì thì mình đi tiếp nha. Chúng ta đến câu C H2S4. Nếu làm tới đâu thì bạn cứ làm rõ ràng cho thầy như vậy thì chúng ta sẽ tự hiểu. 24 chúng ta đọc là axit. Thằng này là axit sulfuric nha. Đây. Mình cứ bám vào bảng này cho thầy giúp thầy đi. Đây, H2S4 chúng ta là axit sulfuric. Nó khá là quen thuộc đây. Axit sulfuric này, thấy chưa? Nó là axit sulfuric. Các bạn nghe kỹ. Giữa đây thầy sẽ bỏ hydro. Bỏ hydro nó tạo thành HSO4. Và bỏ hydro nó tạo thành SO4. Được chưa? Thằng này đọc là gì? Thằng này đọc là A4 chúng ta đọc là sunfat. Được chưa? Dầu mà rick là dầu đúng không? Dầu thì ác còn gì? Hả? Đó. Ủa, sao dưới này thầy ghi nitơ ta? Xin lỗi các bạn nha. Chỗ này là cái gốc NO2 chúng ta đọc là nitric em nha. Rồi. Tiếp tục. H24 chúng ta đọc là hydro. Là H đứng đầu nè. Cái gốc S4 chúng ta vẫn là sunfat thế thôi. Rồi có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Dạ không. Rồi nếu bạn không ý kiến gì thì thầy xin phép nhận tiếp được chưa? Thầy đợi xíu em chép bài. Rồi chép đề mời.
Cho đi tiếp được chứ bạn ơi. Dạ rồi ạ. Rồi, làm tới đâu chúng ta làm kỹ như vậy đi. Từ từ nó hiểu. Sau tí nữa chúng ta đến phần bố là chúng ta chỉ cần nắm luật này coi như là xong hết rồi đó. Bà thấy một câu trắc nghiệm mà thầy giảng hay không? Kỹ không? Là kỹ lắm rồi đó bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta đến chắc nào sau đây là axit. Bây giờ thầy chỉ bằng cách để chúng ta thuộc axit bazơ muối và oxit trong một nhóm nhạc. Bazơ nhìn đích, axit nhìn đầu, oxit là một nguyên tố oxy còn lại là muối. Bazơ nhìn đích thấy OH nó là bazơ. Trong trường hợp này không có OH, không có bazơ. Axit nhìn đầu thấy hydro nó là axit. Như vậy thằng này chắc chắn là axit rồi, chọn A. Oxit là một nguyên tố vô oxy, như vậy đây là oxit. Còn lại là muối, như vậy CD chúng ta là muối nha. Như vậy có đúng đây mình chọn là câu A. Các bạn hiểu hiểu được điều này không ạ? Dạ có. Rồi bây giờ mình giảng này. H3PO4 này. H3PO4 này chúng ta có tên. Tên axit ở đây là axit P chúng ta đọc là phosphor. Được chưa? Phosphor gì? Chúng ta H24 chúng ta đọc là axit sulfuric thì phosphor chúng ta đây là axit phosphoric. Mấy thằng này thuộc dòng họ ric, dòng họ dầu á. Dạ, axit phosphoric. H24 là axit sulfuric, H3 là axit citric. Rồi. Cái đó thầy sẽ dựa vào đây thầy bớt đi 3 hydro. Đầu tiên bớt một hydro trước đã, tạo thành H2PO4, góc này hóa trị 1. Tiếp tục bớt đi 2 hydro thì góc này hóa trị 2. Và bớt đi 3 hydro thì góc này hóa trị 3. Thầy giải thích cho bạn. Dấu trừ này tức là nó hóa trị 1, 2 trừ này hóa trị 2, 3 trừ này là hóa trị 3, hiểu không? Đó. Rồi bây giờ ta gọi tên này. Chúng ta chỉ cần gọi, chúng ta cần nắm gọi tên của thằng PO4 thôi. PO4 chúng ta đọc là phốt phát. Còn những thằng khác thêm hydro vô. Như vậy đây đọc là phốt phát. Tên giống Việt Nam quá ha. Thằng có đứa hydro đứng đầu là đọc là hydro phốt phát. H2PO4 chúng ta đọc là đi hydro phốt phát. Vậy thôi. Được chưa nhờ? Được chưa em? Rồi, ở đây thầy sẽ nói luôn cho bạn. Giá NO chúng ta đọc là gì? Kẽm oxit. Tiếp tục. CaS. Ca chúng ta đọc là canxi. Muối thì rất đơn giản em. Muối chúng ta kết hợp giật kim loại và gốc axit. Gốc axit của S chúng ta đọc là gì? Nhớ coi. Sunfua hả? Có thể đúng không nha? Đâu? Đây. S chúng ta đọc là sunfua. Như vậy đúng rồi. Như vậy nó là kali canxi sunfua. Nó chỉ có một hóa trị thì không kèm hóa trị. NaNO3. NA chúng ta đọc là natri. NO3 chúng ta là HNO3 chúng ta là axit nitric thì thành NO3. Nếu mình không nhớ thì mình tra đi, tra một thời gian mình sẽ nhớ, chứ còn thầy không có cách nào khác nữa. Thông cảm cho thầy, phần này thầy dạy như thế là tuyệt vời lắm rồi đó bạn ơi, hết cách rồi. NO3 chúng ta đọc là đi gì? Nitrat này thấy không? Như vậy nên là natri nitrat, chứ đừng được là đồng ngược lại là natri natri đâu ha, natri nitrat. Rồi, có ý kiến gì về câu hỏi này nữa không? Để thầy giảng tiếp. Dạ không thầy. Rồi, ok. Không thì mình đi tiếp nha. Chúng ta đến ví dụ 5. Thầy bấm dập tí vài câu là các bạn tự hiểu được cái gốc axit này luôn. Ví dụ 5. Một axit có khối lượng có phân tử khối là bằng 63, hoặc công thức học của axit này là gì? Bên tới đây thằng nào bằng 63 chọn tới đây. Câu này em ơi.
Câu nào? Để cô xem. Ok rồi. Rồi. À, này mình tính là bằng 82 này. Thằng này nhiêu? Thằng này là 45 đúng không em? Thằng này là 63 và thằng này là 98 này. Được chưa? Có đúng ở đây là câu C. Bây giờ thầy nhắc lại cho bạn một lần nữa nha. Đây. 22S3 chúng ta tên gọi là gì? Để chúng ta thuộc luôn. À, thằng này đọc là axit. À, nếu H24 chúng ta là axit sulfuric thì H23 chúng ta là axit sulfuro. Đó, chúng ta nhớ một thằng đó là được. Sun fu r. Thằng này chúng ta bắt đầu cho mất hydro. HSO3 trừ và SO3 hai trừ. Nhà có rơm mà rơ thì nhà có rơm nhưng mà ít rơm chứ không phải nhiều rơm. Bạn bạn hiểu câu thầy không? Bạn hiểu câu thầy nói không? Nhà có rơm mà rơm rất là ít. Như vậy cái thằng SO3 chúng ta đọc là axit sun gì? Sulfit. Đúng rồi. Sulfit. Còn thằng này có hydro đứng đầu, hydro sulfit. Được chưa? Loại fix là fix T em nha. Tao đã hiểu chưa bạn ơi? Dạ rồi. Tới tới. HNO3 giờ sẽ đổi đây là HNO2. Thằng này là axit ni. Ni gì nhờ? Axit ni gì? H2O3 là axit nitric thì thằng này ít hơn thì là ni gì? Nitơ. Ừ. Nhà có rơm đúng không? Nhưng rơm nhiều hay ít? Nhà có rơm, rơm ít thôi thì thằng này là ni gì? Nitric. Đó. NO2 em nha, phải NO3. Rồi, mấy kia là nãy mình nói rồi mình không nói lại nữa nha. Rồi. Đó là nội dung thứ nhất. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung thứ hai. Nội dung này thì chúng ta sẽ ôn lại một lần nữa tên của axit. Chứ nếu mà mình dạy cái thằng thằng này á mà không cho các bạn gọi tên thì sau này bạn không nhớ gì đâu. Bạn ha. Rồi chúng ta đến tiếp theo. Chúng ta khảo sát tính chất học của nước, đó là tính chất thứ ba, tính chất cuối cùng của nước. Đó là oxit axit ta dùng với nước. Chúng ta chỉ có 5 oxit axit thôi, đó là cơm ông 2, xôi ông 2, xôi ông 3, phở ông 5, phở nuôi nha, thì ta dùng với nước. Chỉ có 5 oxit trên thì ta dùng với nước, cơm, xôi, phở, nuôi. Còn các oxit khác của vi kim thì không tác dụng. Ok chưa nào? Rồi về phương trình. Để làm được điều này thì nhiệm vụ của bạn là các bạn phải thuộc cho thầy được cái bảng axit tương ứng. Đây. SO2 chúng ta có axit tương ứng là H2, xin lỗi, CO2 có axit tương ứng là H2SO3. SO2 có axit tương ứng là H2SO3. SO3 thì có axit tương ứng là H2SO4. N2O5 có axit tương ứng là HNO3. P2O5 có axit tương ứng là H3PO4. Thế rồi. Có ý kiến gì không em ơi? Dạ không thầy. Rồi không thể đi tiếp ngang. Rồi tới đây được chưa nhỉ? Rồi CO2 chúng ta là oxit axit, khi tác dụng với nước thì tạo thành axit tương ứng là H2SO3. Thằng này là trạng thái dung dịch và đây là phản ứng hai chiều. Phản ứng hai chiều vì phản ứng này xảy ra không hoàn toàn nha. Tiếp CO2 chúng ta là carbon dioxide, còn H2SO3 chúng ta là axit carbonic. Cái thứ hai, SO2 chúng ta là chất khí, khi hòa tan vào trong nước có trạng thái lỏng thì nó sẽ tạo thành axit tương ứng là H2SO3. Tương tự thì thằng này cũng là hai chiều. Ở đây S chúng ta đọc là lưu huỳnh, hai oxy chúng ta đọc là dioxit. H2S4 chúng ta đọc là axit sulfuric thì H2S3 chúng ta đọc là axit sulfuro. Bạn chỉ cần nhớ những thằng hay gặp thôi, còn thằng còn lại sẽ không bao giờ có vần rít X cả. Được chưa? Tiếp, SO3 chúng ta tác dụng với nước để tạo thành dung dịch H2O4. SO3 chúng ta là lưu huỳnh dioxit, còn H2O4 chúng ta là axit sulfuric. P2O5 cộng nước để tạo thành H3PO4 ở trạng thái dung dịch, thì đây là dung dịch phốt axit phosphoric hồi nãy mình đã đọc tên.
Còn N2O5 cộng cho nước để tạo thành axit tương ứng là H2O3. N2O5 là dinitrogen pentaoxit. Còn H2O3 chúng ta đọc là axit nitric. Được chưa? Đây là tổng toàn bộ những em thuộc dòng họ axit. Được chưa em? Có tất cả là 5. Được chưa em? Có tất cả là 5 em. Rồi, ở đây mình có như thế này. 5 axit này. Đây. 1 2 3 4 5. 5 axit này là gì? 5 axit này đều năm cái chất này đều là dung dịch axit nên nó sẽ làm quỳ tiếng hóa đỏ. Được chưa? Và nó cũng là axit tương ứng của các oxit axit. Đó. Cái này hiểu chưa nhờ? Dạ rồi thầy. Dạ rồi. Như vậy tới điểm bây giờ chúng ta đã học được tất cả các chỉ thị rồi. Axit làm quỳ tiếng hóa đỏ, bazơ làm quỳ tiếng hóa xanh và phenol làm bazơ chuyển sang màu hồng. Hết. Có ba tính chất của chỉ thị đó em. Và dám khẳng định các bạn luôn. Sau cái bài này thì chính thức là các bạn hết nội dung về phương trình. Còn lại là chúng ta sẽ phát triển những nội dung liên quan tới chương hydro và nước này. Đến chương tiếp theo là chương dung dịch và chương đó nó sẽ phức tạp hơn khá là nhiều. Nội dung kiến thức của chương 6 thì không có gì mới ngoài công thức. Còn tất cả những gì mà mình đã học ở chương 5 này là về phương trình thì qua chương 6 nó là nội dung để chúng ta phát triển nó lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập để hiểu. Mình làm 3 câu luôn đi. 6 7 8 luôn. Cho nó máu. Câu ví dụ 6 em ơi. Ví dụ 6. Oxit không tác dụng được với nước là. Thầy mời Châu. Em đây ạ. Rồi em chọn con nào? Dạ là CO ạ. Đúng rồi, chính xác, CO không tác dụng. Còn ba thằng kia tác dụng. Bây giờ CO2 thì tạo thành axit tương ứng là H2CO3, H2SO3 và H2SO4. Ví dụ 7 mời Linh. Dạ là câu C ạ. Câu C hả? Đó, ok. Chính xác. Thằng này tạo thành H3P4, nó là axit phosphoric nha. Và bây giờ chúng ta làm ví dụ 8. Hòa tan hoàn toàn P2O5 vào nước được dung dịch A có chứa 4,9 gam H3P4. A, cho biết phần trên thuộc loại phần nào? Tính khối lượng P2O5 thu được. Rồi, bây giờ thầy làm nhanh lại cho bạn cái phần này luôn. Vì nội dung khó nhất của mình trong bài này đó là một nội dung muối, do đó chúng ta sẽ dành thời gian để làm nó. Đầu tiên em sẽ đi tính cho thầy số mol của H3P4. Lấy khối lượng là 4,9 chia khối lượng mol. Tính đi. Hydro là 1 đúng không? 1 nhân 3 cộng 31 cộng 16 nhân 4 bằng bao nhiêu? Bằng 0,2 0,05 mol rồi. Khối lượng mol dưới này bằng 98 đúng không em? Thì đây bằng 0,05 mol rồi, ok. Cái đó nó có phương trình nào? P2O5 chúng ta tác dụng với nước để tạo thành axit tương ứng là H3PO4. Thằng này là trạng thái rắn. Nước chúng ta là trạng thái lỏng. Sau này chúng ta biết được nước làm dung môi vì dung môi của nước. H3PO4 là dung dịch. Rồi, chúng ta đi cân bằng. Chúng ta sẽ cân bằng phốt pho trước. Bên trái có 2 phốt pho, bên phải có 1 thì bắt chéo là 1 2. Đặt 3 vào đây, 3 vào nước là đủ nha. Rồi cho biết phần trên thuộc loại phần nào? Thằng này thuộc loại phần nào em ơi? Dạ hóa hợp. Rồi. Thằng này là phản ứng hóa hợp. Hóa hợp là gì? Phần hóa hợp là phần hóa hợp trong đó có một chất mới tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Rồi tính khối lượng P2O5 tham gia phản ứng. Chúng ta tính mol được mol P2O5. Theo phương trình mol P2O5 là bằng 1 phần 2 mol H3P4. 1 phần 2 mol H3P4.
1 phần 2 của 0,05. Cái đây mình tính là bằng 0,025 mol. Đó. Rồi, cho biết trời tính khối lượng nữa là xong, tính khối lượng P2O5. Em lấy 0,025, em nhân cho mà lớn. 31 nhân 2 cộng 16 nhân 5, 142. Ba phẩy năm năm gram. Rồi hết đi A em nhé. Chúng ta đến đi B. Thì mời Nguyên nào. Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch A, nhận xét màu của giấy quỳ, có giải thích. Em thấy là nó sẽ chuyển sang màu đỏ, màu gì? tại vì là Vì sao giải thích? Bi-5 là axit đó, H3PO4 nhé. H3PO4 là axit ạ. Rồi, tôi cảm ơn em. Dung dịch A là dung dịch H3PO4 có tính là một dung dịch axit nên nó là quỳ tím hóa đỏ. Vậy thôi. Được chưa em nhờ? Thì giải thích luôn rồi đó. Em ghi đi. Dung dịch A là dung dịch H3PO4 là một axit nên làm quỳ tím hóa đỏ. Vậy thôi em nhé, hết câu này. Mình đi tiếp được chứ bạn ơi. Dạ. Rồi chúng ta đến câu số 9. Rồi, câu chính nào. Hòa tan hoàn toàn SO3 vào nước thì thu được dung dịch A chứa 9,8 gram H2SO4. Chúng ta lưu ý với thầy SO3 chúng ta là tồn tại trạng thái lỏng em nhé. Rồi. Bây giờ bước đầu tiên em sẽ đi tính mol của axit sulfuric H2SO4. Trong quá trình mình học á, để mình thuộc được cái phần tên á, thì chúng ta phải đọc cái đọc thuộc đọc tên. SO3 chúng ta là lưu huỳnh trioxit tác dụng với nước để tạo thành H2SO4 là axit nitric, axit sulfuric. Qua này. Đầu tiên em sẽ đi tính cho thầy mol H2SO4 bằng bao nhiêu? 9,8 chia cho 1 nhân 2 cộng lưu huỳnh 32 oxy 16 nhân 4 là bằng tính cho thầy bằng bao nhiêu vậy? Dạ bằng 0,1 thôi. À, không phải 1 mol. Cái đó bạn biết rồi. SO3 của chúng ta là một oxit axit đúng không? Một oxit axit thì có thể tác dụng với nước để tạo thành axit tương ứng. Rồi. Ở đây nó sẽ tạo thành axit tương ứng đây là H2SO4. Còn nếu bạn nào mà không hiểu thì chúng ta gom chúng ta tính tổng đủ nguyên tố là được. 2H này. 1S này. 4O này, được chưa? Đây là axit sulfuric em nhé. Rồi. Người ta nói như thế này. Cho biết phần trên thuộc loại phần nào, tính khối lượng SO3 tham gia phản ứng. Đây, thằng này cũng là thuộc loại phần hóa hợp. Rồi, để tính được khối lượng SO3 thì chúng ta tính mol SO3. Mol SO3 theo phương trình thì bằng mol H2SO4 và bằng 0,1 mol. Cái đó em đi tính cho thầy khối lượng SO3 đi, bằng bao nhiêu vậy? Bằng 8 gram thầy. Rồi ok. Hết câu A nhá. Câu A chúng ta chỉ đơn giản là như vậy thôi. Rồi. Các bạn có ý kiến gì nữa không? Nếu không ý kiến gì nữa thì thầy sẽ đi tiếp. Dạ không thầy. Chúng ta đến ý B. Cho mẫu quỳ tím vào dung dịch A, nhận xét màu màu của mẫu quỳ tím, có giải thích.
Như vậy dung dịch A chúng ta là dung dịch H2S4. Bây giờ dung dịch thu dung dịch A là dung dịch H2S4, là một gì, là một axit nên là mùi tím hóa, hóa đỏ. Chúng ta ghi IB. Đi em, tới đây em hiểu chưa? Dạ. Rồi tiếp tục. C, tính khối lượng magie đủ để phản với H2S4 ở trên. Rồi, đầu tiên em phải lập luận H24 ở trên là thằng nào? H24 ở trên tức là trên phương trình 1 này. Và đề bài cho chúng ta đây là 0,1 mol này. Đủ để phản với magie đúng không? Rồi. Magie là Mg. Để tác dụng với H2S4 để tạo thành MgS4 cộng cho H2. Đây là phương trình 2. Để tính được khối lượng magie thì cần phải tính mol. Mol magie đúng bằng mol của H2S4. Và bằng 0,1 mol. Nội dung kiến thức này chúng ta đều được học trong cái bài điều chế hydro trong phòng thí nghiệm. Từ đây, bạn tính cho thầy khối lượng của Mg. Lấy 0,1 nhân cho 24. Cái đây là bằng 2,4 gam. Rồi. Các bạn tới đó hiểu chưa, để thầy giảng tiếp. Dạ rồi. Rồi đi tiếp em nhé. Rồi chúng ta đến ID. Tính khối lượng sắt đủ để tác dụng với H24 ở trên. D. Sắt để tác dụng với H24 ở trên đúng không? Sắt ở đây là Fe. Mà 24 ở trên vẫn không đổi, chúng ta ghi phương trình thôi. Sắt cộng cho H2S4. Bữa trước ta giảng các bạn rồi. Chỉ có nhôm là thi hóa trị 3, những thằng nhiều hóa trị như sắt chì thì hóa trị 2. Sắt có hai hóa trị. Nhưng một câu nói là các bạn am hiểu nó hóa trị 2 liền. Rồi. Em đi tính mol sắt bằng mol của H2S4. Và bằng ở đây là bằng 0,1 mol. Ở đây mình tính được là bằng 5,6 gam. Thế thôi. Bây giờ, và ở đây là khớp đôi số hết em ha. Cái kiến gì về cái câu hỏi này nữa không ạ? Được chưa bạn ơi? Thôi đi tiếp. Dạ. Đi tiếp nha. Dạ. Rồi, không ý kiến gì thì giờ đi tiếp. Câu tiếp theo, mình hiểu không anh ơi? Cái hiểu này. Học cho đàng hoàng ngay, chứ không có thầy là ở bên cạnh lười học nữa thì đợt này không ai cứu em được đâu, nó thật luôn. Tự mình cứu mình đi. Ví dụ 10. Nêu hiện tượng và giải thích thí nghiệm sau. Đốt cháy phốt pho đỏ ngoài không khí rồi đưa vào lọ có lọ nước và mẫu quỳ tím nha. Đậy nắp sau khi lắc kỹ. Rồi, mình như thế nào? Phốt pho chúng ta cháy trong không khí cho ngọn lửa màu gì? Dạ, Mời màu thùy. Bao nhiêu em? màu xanh đúng rồi. Đúng rồi, chính Theo em xác. đúng là xanh. Đúng rồi. Chúng ta nói như thế này. Đầu tiên,
là phốt pho cháy trong oxy không khí cho ngọn lửa màu gì? Phốt pho cháy trong oxy cho ngọn lửa màu xanh. Theo phương trình như thế này, phốt pho cộng O2 để biến thành P2O5. Rồi, tới đây xong này. Phốt pho cháy oxy không khí cho ngọn lửa màu xanh. Được chưa nào? Rồi, sau đó chúng ta đưa vào lò nước. Được chưa? Sau đó P2O5 sẽ tác dụng với nước. Sản phẩm thu được đấy em. Theo phương trình đây, P2O5 cộng cho nước để tạo thành axit tương ứng là H3PO4. Đó là phương trình 2. Chúng ta cân bằng phốt pho trước, đây hai phốt pho đặt hai bên phải, một bên trái. 3H6 hydro thì đặt đây 3. Được chưa? Dung dịch H3PO4 sinh ra làm của tím như sao màu gì em ơi? Tề Văn, làm của tím chuyển sang màu gì? Dạ, màu đỏ. Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, chính xác. Bây giờ như vậy hết câu này, các bạn hiểu được câu này không ạ? Dạ có. Dạ hiểu. Rồi tiếp tục, giới thiệu được chưa? Dạ. Dạ rồi ạ. Tiếp tục em, tới đâu rồi? Có vui nào ta? Ví dụ tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta đến nội dung trọng tâm của bài này, đó là cái quá trình mà chúng ta sẽ học từ trước giờ có bao nhiêu loại hợp chất vô cơ. Thì cái bài này chúng ta đúc cái lại này, trong này chúng ta học lược luôn cả axit và cả muối luôn rồi đó. Chúng ta đến ba này, phân loại axit, bazơ và muối. Theo như này, câu thơ thầy là bazơ nhìn đích nha. Gì? Axit nhìn đầu, oxit là một nguyên tố vô oxy, còn lại là muối. Nếu mà nhìn đích thấy OH nó là bazơ, nhìn đầu thấy hydro nó là axit, còn oxit là một nguyên tố oxy, còn lại là muối. Đây, bazơ nhìn đích, axit nhìn đầu, oxit là một nguyên tố vô oxy, còn lại là muối. Như vậy đây, mấy thằng KOH, NaOH, MgOH2, COOH2 và FeOH3, những hợp chất này là bazơ. Vì nhìn đích thấy OH nó là bazơ, bazơ nhìn đích. Mấy thằng này, hydro đứng đầu, axit nhìn đầu. Nhìn đầu thấy hydro nó là axit, được chưa em? Mấy cái hợp chất này là axit. Bazơ nhìn đích, axit nhìn đầu, oxit là một nguyên tố vô oxy, còn lại là muối. Câu oxit thì mình khá là quen thuộc ha. Oxit đó là gì mời? Đây một nguyên tố vô oxy này, một nguyên tố này, một nguyên tố này, một nguyên tố này. Rồi. Còn muối thì còn phần còn lại. Nếu không có đầu, không có đích, không có oxy thì nó là gì? Nó là muối thế thôi. Ví dụ muối thế định nghĩa chúng ta là sự kết hợp giữa kim loại với gốc axit, kim loại 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 phần còn lại là gốc axit. Rồi nghe kỹ điều này luôn, nghe ba cái chất đầu tiên của chúng ta đó là muối trung hòa vì gốc axit không còn hydro, còn ba chất phía sau này là muối axit vì gốc axit có hydro, gốc axit có hydro, gốc axit có hydro. Như vậy ba chất đằng sau này là muối axit thế thôi. Bà thấy nãy giờ mình học từ từ, bây giờ mình thấm chưa? Rồi thầy. Cái giảng của thầy là như vậy đây em.
Thầy sẽ dạy những gì mà trước đó bạn làm rất là nhiều, bạn hiểu rồi. Thì bây giờ chúng ta giống như là chúng ta học thêm một tí mới thôi, không có gì mới cả. Rồi, chúng ta có đến cái bài phân biệt hay nhận biết. Lưu ý cho thầy là phân biệt với nhận biết là như nhau, nó khác với phân loại em nhá. Phân loại là đây, trên này là phân loại này. Phân loại là nó thuộc loại nào? Axit, bazơ, muối. Bây giờ hay là oxit. Ông, ba, mẹ, anh. Được chưa nhờ? Phân biệt hay nhận biết, được chưa? Là qua quá trình mà chúng ta dùng một cái chất nào đó để cho nó biến đổi về màu sắc hay là thay đổi về trạng thái. Rồi, để nhận biết axit bazơ muối thì chúng ta dùng cái câu thơ thần chú của thầy đây. Anh đỏ ba xanh, mẹ không màu ba phi hồng. Câu này có nghĩa là axit là một tím hóa đỏ, bazơ là một tím hóa xanh, muối không đỏ màu vì tím, còn bazơ làm phenol phthalein chuyển sang màu hồng. Đọc câu lại, anh đỏ ba xanh, mẹ không màu, được chưa em? Anh đỏ ba xanh, mẹ không màu ba phi hồng. Axit là một tím hóa đỏ, bazơ là một tím hóa xanh, muối là không đỏ màu vì tím, ba phi hồng là bazơ làm phenol phthalein chuyển sang màu hồng, được chưa? Anh đỏ ba xanh, mày không màu ba phi hồng, hiểu chưa nhở? Alo alo, Dạ rồi thầy. Dạ hiểu ạ. rồi tiếp. Như vậy đây thầy đã giải thích khá là rõ đây. Dung dịch axit là một tím hóa đỏ, dung dịch bazơ là một tím hóa xanh, dung dịch muối không đổi màu vì tím. Còn nếu mình dùng phenol phthalein đây thì dung dịch bazơ làm phenol phthalein hóa hồng, còn dung dịch axit và dung dịch muối không đổi màu phenol phthalein, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một số câu để hiểu rõ đó. Chúng ta sẽ đi từ 11 cho đến 14 cùng lúc luôn cho nó máu. Rồi chúng ta đến tiếp theo em 11 nè. 11 cho dung dịch bazơ NaOH làm một tím chuyển sang màu gì? Mời Thanh. Dạ thầy là màu xanh. Chắc chưa? Dạ chắc rồi thầy. Đúng rồi, màu xanh chính xác. Tề Văn, NaCl là một tím chuyển sang màu gì? Dạ không đổi màu ạ. Vì sao? Dạ bởi vì em nhớ tới cái câu anh đỏ ba xanh mẹ không màu Đúng ba phê rồi, hồng. đúng rồi. Mẹ mình là cứng đầu nhất, mẹ mình cứng đầu không có đổi màu gì hết. Ba mình quỳ xuống là gì? Mặt xanh lét đúng không? Anh mình quỳ xuống mặt đỏ, còn mẹ mình là không đổi màu. Anh đỏ ba xanh mẹ không màu, nên sẽ lời chúng ta là muối. Tiếp tục ví dụ 13, dung dịch axit H2S4 làm quỳ tím chuyển sang màu gì? Mời Linh. Dạ là Anh màu đỏ. Tiếp em. nghĩa là màu đỏ thì Chắc chưa? chắc là vậy. Rồi ok, chính xác. Nó là axit. Axit có hydro đứng đầu và có axit đấy. Nó là một tím hóa đỏ. Rồi, chúng ta đến ví dụ 14. Thầy mời Nguyên. Nêu phương pháp nhận biết các lọ mắc nhãn đựng trong các dung dịch. Em dùng gì để nhận biết? Em không biết làm được. Rồi, thầy mời Huy. Em chưa biết làm. Thầy mời Đức. Dạ em dùng quỳ tím. Vì sao? Dạ ở đây ta có ba chất là muối, bazơ và axit. Axit làm quỳ tím hóa đỏ, bazơ làm quỳ tím hóa xanh và muối làm quỳ tím không đổi màu. Đúng rồi, chính xác. Đầu tiên em sẽ ghi như thế này này. Dùng quỳ tím để nhận biết ba dung dịch. Chứ còn tiếp theo là cho quỳ tím vào ba dung dịch. Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là HCl vì nó là axit. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là BaOH vì nó là bazơ tan. Dung dịch không đổi màu quỳ tím
là NaCl vì nó là muối. Giờ tới giờ bạn hiểu chưa? Okay, rồi. Rồi, như vậy thầy đi tiếp nha. Ghi. Em ghi. Dùng quỳ tím để nhận biết ba dung dịch. Chất lỏng đầu tiên. Dùng quỳ tím để nhận biết ba dung dịch. Tiếp tục. Cách dùng quỳ tím như thế này, em ghi như thế này. Cho quỳ tím vào ba dung dịch. Quỳ tím hóa đỏ. Là dung dịch HCl. Vì nó là axit. Còn không ta ghi lại là tự hiểu, còn bỏ đoạn này cũng được. Quỳ tím hóa xanh. Hiểu không Nguyên ơi? Có. Quỳ tím hóa xanh nó là dung dịch nào nhờ? Dung dịch BaOH lần. Vì thân kia là ba giơ tan. Quỳ tím không đổi màu là dung dịch NaCl. Rồi, các bạn có ý kiến gì chỗ này hay không? Dạ không thầy. Không, thầy đi tiếp ngang. Đi tiếp được chưa? Dạ rồi. Rồi chúng ta đến ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 15 và ví dụ số 16. Ví dụ 15 em. Bằng phương pháp học em hãy nhận biết ba lọ bắc nhãn đựng ba dung dịch. Giờ bạn nào có thể nhận biết được như thế nào? Em thì Em. vậy thầy là em sẽ dùng quỳ tím để nhận biết là nếu mà em sẽ bỏ quỳ tím vào ba cái dung dịch này, nếu mà dung dịch nếu quỳ tím của dung dịch bên nào mà không đổi màu thì đó là K2SO4, còn nếu mà quỳ tím mà đổi thành màu xanh thì đó là NaOH, còn nếu quỳ tím mà đổi màu đỏ thì là H2SO4. Cho bạn hiểu được không? Thầy dạy, thầy làm rồi bạn hiểu không? Dạ có. Rồi dùng quỳ tím, thằng nào không DM quỳ tím là K2SO4 vì nó là muối. Thằng làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là NaOH vì nó là ba giờ. Thằng không DM không đổi màu quỳ tím là H2SO4 thế thôi. Nói lời thằng làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4. Được chưa? Dạ rồi. Rồi chúng ta đến ví dụ 16. Có hai chất rắn là CaO và P2O5. Có thể dùng nước và quỳ tím để nhận biết bộ chất được không? Giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra. Thế bạn có được không ạ? Dạ được. Em lập luận như thế nào được? Dạ thầy là ta cho CO và P2O5 tác dụng với nước thì nó sẽ tạo ra axit và bazơ. Nếu như mà quỳ tím cho quỳ tím vào hai cái dung dịch đó thì quỳ tím đổi thành màu xanh là CaO, còn nếu mà quỳ tím là màu đỏ là P2O5. Đúng không các bạn? Nhìn có vẻ hợp lý nhưng mà nói thì chưa được trôi chảy lắm. Dạ. Rồi bây giờ thầy nói bạn như thế này. Đầu tiên là mình sẽ hòa tan hai chất rắn này vào nước. Được chưa?
cái tàu thơm dung dịch. Rồi sau đó chúng ta cho quỳ tím vào hai dung dịch thu được. Dung dịch thu được chúng ta ở đây đối với CaO tác dụng với nước tạo thành CaOH 2 lần. Còn P2O5 tác dụng với nước để tạo thành H3PO4, bạn hiểu không ạ? Sau đó chúng ta sẽ cho quỳ tím vào hai dung dịch thu được. Nếu dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh, được chưa? Thì dung dịch đó là CaOH 2 lần. Suy ra chất ban đầu nhận biết được là CaO. Tiếp tục, còn dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ thì suy ra nó là dung dịch chứa H3PO4. Suy ra chất rắn ban đầu là P2O5, nhận biết được P2O5. Được bạn ơi. Dạ. À, thầy đi tiếp được chưa? Dạ rồi. Vậy đi tiếp ngang. Đây bạn ghi như thế này. Em ghi như thế này. Đầu tiên là họ hòa tan hai chất rắn vào hai cốc nước khác nhau. Đây. Cái đó CaO chúng ta sẽ đi tác dụng với nước để tạo thành CaOH tất cả hai lần. Cho nên là dung dịch P2O5 tác dụng với nước để tạo thành H3PO4. Cho nên là dung dịch. Được chưa em? Rồi, cái đó chúng ta sẽ làm như sau. Cân bằng. Được chưa em? Rồi tiếp tục này, cho quỳ tím, bây giờ cho quỳ tím vào hai dung dịch thu được sau vỡ 1 và 2, cho quỳ tím vào hai dung dịch thu được. Dấu cộng. Nếu quỳ tím hóa đỏ thì dung dịch đó là, thôi rồi theo thứ tự đi. Nếu quỳ tím hóa xanh thì sẽ ra đó là dung dịch CaOH 2 lần và nhận biết được CaO. Quỳ tím hóa xanh. Bây giờ là dung dịch CaOH 2 lần. Sẽ ra nhận biết. Lưu ý cho thầy là người ta kêu là nhận biết và phân biệt là như nhau em nha. Phân biệt khác với phân loại, phân biệt tức là nhận biết đó. Rồi, quỳ tím hóa đỏ là dung dịch H3PO4. Suy ra nhận biết được P2O5. Câu này bạn hiểu chưa? Dạ rồi. Được chưa em ơi? Thầy đi tiếp được chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, chúng ta tiếp tục. Mấy câu này bạn thấy nó có hay không? Có. Thầy sắp xếp bài tập hợp lý không Đức? Dạ có. Rồi rồi. Bây giờ chúng ta có phần phân loại và gọi tên mối nữa là xong. Chúng ta đến mục 5 phân loại và gọi tên mối. Hồi nãy chúng ta có định nghĩa sơ bộ về mối rồi đúng không? Bây giờ mới định nghĩa chính thức này. Định nghĩa này. Mối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit. Phân loại. Mối chúng ta được chia thành hai loại là mối trung hòa và mối axit. Mối trung hòa là gì?
Muối Trung Hòa là gốc axit không còn hydro. Còn muối axit là gốc axit còn hydro. Đây thầy sẽ nói rõ cho bạn hiểu. Gốc axit bây giờ là không còn hydro. Ví dụ như là S2 trừ, Cl trừ, SO42 trừ, PO43 trừ, vân vân và may may. Bây giờ còn axit, gốc axit còn hydro. Ví dụ như là gì? HS trừ, HSO3 trừ, H2PO4 trừ và HPO42 trừ, vân vân. Được chưa em? Rồi, về cách gọi tên của muối cũng khá là đơn giản. Chúng ta gọi như thế này. Đây, thì nó giống như cách gọi tên của oxit bazơ, của oxit kim loại và cách gọi tên của bazơ. Thì nếu có nhiều hóa trị thì chúng ta kèm theo hóa trị, được chưa? Cộng cho tên gốc axit. Còn nếu mà có một hóa trị thì thôi. Mà một như hóa trị này là cửa hàng phê krem muốn ngon phở bò. Cái câu này là thầy nói lần thứ mấy rồi ta? Hình như lần này lần thứ ba đúng không? Đó, mấy thằng nhiều hóa trị thường gặp là có 6 thằng cửa hàng phê krem muốn ngon phở bò. Được chưa em? Rồi, còn cái bảng, còn cái bảng gọi tên này thì nó các bạn, còn cái bảng gọi tên này là các bạn tự đọc nhá. Bây giờ thầy sẽ làm bài tập cho bạn rõ luôn. Cửa hàng phê krem món ngon phở bò, đó là chất lý của mình rồi. Rồi chúng ta đến ví dụ 17 em. Muối nào sau đây là muối Trung Hòa và dựa ở đây thầy chỉ bạn cách gọi tên luôn. Thầy mời Châu, Châu chọn nào. Dạ là câu D. Câu D hả? Dạ được. Muối Trung Hòa mà, muối Trung Hòa là gì? Dạ là à em Đúng nhìn rồi, chính xác, lộn. chính xác, chính xác. Muối Trung Hòa là kết hợp giữa kim loại và gốc axit không còn hydro. Bây giờ thầy chỉ các bạn cách gọi tên. Cái gọi tên muối khá là đơn giản. Theo câu A, Na2SO4 em nha. Na chúng ta đọc là natri. Nếu bạn nào chưa thuộc thì các bạn có thể tra các bạn bảng đây. Đây là bảng của Trương, chứ không phải bảng của Chương. Đây. Như này. SO4 chúng ta đọc là gì? SO4 chúng ta đọc là sunfat đúng không em? Như vậy đây. Na24 chúng ta đọc là natri, các bạn bốn chúng ta đọc là sunfat. Tiếp tục MgHCO3 tất cả hai. Mg chúng ta đọc là magie. Để cho em. HCO3 chúng ta đọc là gì? Hydro. C3 chúng ta đọc là carbonate. Được chưa? Chúng ta kiểm tra lại. Phải vậy không? Chúng ta chỉ cần nhớ C3 là gì thôi. C3 là carbonate này. Được chưa? Còn kia là chúng ta thêm hydro vào, hydro carbonate thế thôi em nhé. Được chưa? Tiếp tục. C CaHSO3 tất cả hai. Ca đọc là canxi. SO3 chúng ta là H2SO3, mình nhớ lại này, H2SO3 chúng ta là axit sulfuro. Thì gốc axit bây giờ chúng ta sẽ là gì? Nhà có ích trơm, như vậy thằng này là axit, thằng này là sun, sun gì nhỉ? Sunfix. Hiểu bạn ơi. Đây. SO3 chúng ta là sunfix, được chưa? Rồi, ở đây nó có cái gì đứng đầu? Có trước cái thằng SO3 có hydro, như vậy chúng ta đọc là hydro sunfix. Cái này thầy thiếu em nha. Al HSO4 tất cả 3. Al đọc là nhôm. Góc SO4 chúng ta đọc là sunfat. Được chưa? Cái SO3 chúng ta đọc là sunfat. Như vậy có hydro đứng đầu đọc là hydro sunfat. Được chưa em nhỉ? Như vậy á, câu đúng ở đây mình chọn đó là câu A, muối Trung Hòa. Còn những thằng kia là muối axit vì nó có chứa hydro. Và tiện đây mình đọc tên cho bạn luôn. Có ai ý kiến gì về ví dụ 17 này nữa không ạ?
Thầy ơi, thầy cho em bao la nguyên vào lít khác. Em nói sao? Cho em bao la nguyên vào lít khác. Rồi ok, đồng ý em. Mình đi tiếp được chưa các bạn ơi? Dạ rồi thầy. Dạng hay không nhỉ? Dạ có. Bài này là bài mà thầy nghĩ là bài cực kỳ khó dạng. Khó dạng nhất trong tất cả các bài của thầy luôn. Và bạn biết là thầy phải lấy ý tưởng rất là nhiều hôm mới ra được kịch bản như thế này. Hợp lý không Tề Văn? Dạ có. Điều quan trọng là mình phải thấy cái tính chất logic trong bài giảng á, nó giảng nó mới sướng, nó mới máu, nó mới phê được. Rồi chúng ta đến câu tiếp theo em. Tiếp theo được chưa nhờ? Dạ rồi. Rồi. Thầy chào em của chị Nguyên nhá. Em dùng nick của em hả? Rồi, chắc nào sau đây là muốn axit thì quá dễ. Muốn axit từ cái gốc axit còn hydro đây. Thấy rõ ràng đây, trong câu C. Bây giờ thầy sẽ gọi tên cho các bạn. À, trong trường hợp này, đối với ABC chúng ta là kim loại một hóa trị thì gọi bình thường. Ghép lại, Na đọc là natri. Cái gốc P4 chúng ta là gì? Phốt phát. K chúng ta đọc là kali. NO3 chúng ta đọc là ni nitrat. Ca đọc là canxi. Được chưa? Đọc là canxi. Gốc C3 chúng ta đọc là carbonat. Thì H đứng đầu chúng ta đọc là hydrocarbonate. Được chưa? Còn dưới trong trường hợp cô đơn này bạn nghe kỹ. Do sắt chúng ta nhiều hóa trị, do đó phải phân biệt được hóa trị mấy. Hai thì thằng này hóa trị hai. Được chưa? Như vậy thằng này đọc là gì? Sắt. Hai. Gốc S4 chúng ta đọc là sunfat. Được chưa? Chọn có đúng ở đây là câu C. Rồi, chúng ta tiếp tục em. 19. Thầy đảm bảo các bạn thầy giải cái này là bạn về bạn nhìn vào cái bảng kia là bạn làm được tất cả luôn đó. Không phải nói dốc chứ kiến thức nó chỉ vậy thôi. Chúng ta đến ví dụ 19 em ơi. Chắc nào sau đây là muối gì? Muối axit cho con nào? Và cho con nào bạn ơi? Tờ Tử Văn. Dạ câu C ạ. Câu C, đó chính xác. Bây giờ tôi chỉ bạn gọi tên luôn nha. Bạn thấy cái gọi tên nó đơn giản không? À, gọi tên khá là đơn giản đúng không em? Rồi, bà biết tại sao muối chúng ta phải gộp kim loại trước không? Và gốc axit đằng sau không? Bởi vì chúng ta luôn luôn bạn hiểu nha. Sau này mà học có tập có tên á, thì cái muối chúng ta là luôn luôn đọc phần dương trước phần âm sau. Vậy thôi. Được cho em nhờ. Rồi, ở đây mình đọc này. Đây là kali. Phở ông 4 là đọc là phốt phát. Được chưa? Phở ông 4 P đọc là phở đúng không em? P4 là phở ông 4 đúng không? Phở ông 4 là phở gì? Phở phát. Hiểu không? Mình đọc kiểu kiểu cho bạn dễ hiểu. P4 chúng ta đọc là phốt phát. Đối với sắt á, là những thằng nhiều hóa trị, do đó chúng ta phải kèm theo hóa trị. Nhóm NO3 hóa trị 1 nhân 3 là 3, như vậy sắt đây hóa trị 3. Như vậy á, ở đây em sẽ đặt, em gọi tên nó sẽ là gì? Sắt kèm theo hóa trị. Sắt đây chúng ta hóa trị 3, đọc là sắt 3. Ni, nó gì ạ? Chắc Nitrat,
Rồi, thế thôi. Na đọc là natri. Nó có một hóa trị thôi, không kèm hóa trị. HCO3. C3 chúng ta đọc là carbonate. Được chưa? Còn H đứng đầu chúng ta đọc là hydro. Đó. Được chưa nhờ? Tiếp. ZnSO4. ZN là gì? Kẽm. SO4 chúng ta là sulfat. Như vậy thằng này có tên là kẽm sulfat. Có ý kiến gì về câu hỏi này không ạ? Dạ không. Rồi, thầy đi tiếp được cho bạn ơi. Dạ rồi. Rồi. Vậy không Tề Văn? Vậy không các bạn? Dạ có. Thầy không biết dạng như thế này là đã được chưa? Còn nếu chưa được nữa thầy phải thay đổi nhiều nữa. Bài này là theo thầy là bài khó nhất của tất cả các bài trước đó đấy. Mà mình đi từ những điều đơn giản nhất cho đến những điều phức tạp nhất. Ơi, không? Rồi, nếu bạn không ý kiến gì thì thầy sẽ tiếp tục nào. Rồi, chúng ta đến ví dụ 20 em. Rồi tiếp theo. Thầy sẽ giảng hết cái phần này thôi, còn phần còn lại các bạn tự làm nha. Người ta kêu muối nào là muối trung hòa thì câu này chắc chắn mình chọn được là câu nào nhờ? Huy. Huy không biết rồi. Huy đâu? Dạ. Em chọn câu nào? Thưa thầy, em chọn câu Câu nào em? B. Câu B. Em đùa thầy hả Huy? Em học em tập trung gì thế vậy? Thầy nhờ Linh. MgC3 chúng ta làm mũi gì em? Em đợi. Rồi, MgC3 là mũi gì? Đâu là muối trung hòa em? Muối trung hòa là cậu A. Có gì đâu mệt quá trộn gì đâu mà lên 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 đâu rồi Em đây. làm gì mình trả lời không được. Em vẫn còn đang đi kiếm. Kiếm gì? Muối trung hòa là gì? Nãy cho dạy mà không có để ý vậy trời. Đây, gấp axit này không cộng hero này, gấp axit cộng hero này, gấp axit cộng hero này, gấp axit cộng hydro này. Hồi nãy có giảng rồi bạn ơi. Đây là muối axit này, đây là muối trung hòa này. Muối trung hòa là có axit không có hydro, hiểu không? Tức là sau kim loại đấy. Hiểu được chưa Huy ơi? Hiểu được chưa? Linh ơi. Rồi. Rồi. Chu cho à. Chu cho màn đét hãy. Rồi, cái thằng MG này chúng ta đọc là magie. C3 chúng ta đọc là carbonate. Thằng này góc khác C3 hóa trị 1, 1 nhân 3 chia 1 thì thằng này hóa trị 3. Ở đây mình sẽ đọc là sắt. Sắt 3, đúng không ạ? HC3 chúng ta đọc là gì? C3 chúng ta đọc là carbonate, còn H chúng ta đọc là hydro. Đó, carbonate. Khi nó thêm có hydro thì thêm tiếp đồng ngữ hydro thôi. Canxi chỉ một hóa trị thôi, đọc là canxi. Đức đọc giúp thầy HS đọc là gì Đức ơi? Dạ thầy. Lưu hình đọc là gì, xuống gì? Hydric thì chúng ta biến thành bằng ua ha. Để bạn coi. Xin Đúng rồi, xung phu à. Sung phua à? Gì sung phua à? Có không? Thì nó đọc là gì? Hydro. Tôi xin phua. Ok. Trong trường hợp này ở góc HS4 hóa trị 1, 1 nhân 2 chia 1 thì thằng này hóa trị 2. Thằng này là gì? Sắt 2.
Các bài 4 chúng ta đọc là xuân phát. Xuân phát. Bây giờ xuất phát, có hero đứng đầu chúng ta đọc là hydro xuất phát. Thế thôi. Được chưa bạn ơi? Dạ. Được rồi. Rồi mình đi tiếp được chưa? Rồi chúng ta tiếp tục em. Tiếp tục nha. Ví dụ 21. Rồi 21 có nhiêu trùng hả ta? Thầy ơi, Nghe mày. thầy cho tụi em nghỉ sớm cho tụi em mai còn kiểm tra luôn á thầy. Rồi thầy giảng cho bạn 5 câu nữa thôi, ok chưa? Yeah. 5 câu nữa thôi, không hơn không kém từ 22 cho đến 27. Được chưa nhỉ? Xin lỗi 6 câu nha. Xin xin tham. Nhanh thôi. Để cho các bạn cho thầy đúng 6 câu này thôi em nha, để thầy giảng cái bạn hết cái phần này. Còn nội dung còn lại thì hôm sau mình sẽ sửa cho các bạn. Được chưa nhỉ? Rồi xin nữa nè. Đây mời. Mấy câu tình huống thực tế không này. Chốt hạ cho nó đẹp. Canxi carbonate là thành phần chính của vỏ và mai các loại ốc, sò, hến. Hỏi công thức của hắn là gì? Canxi là Ca, carbonate là CO3. Thế thôi, chọn câu B. Còn câu A chúng ta là canxi sulfat. Câu C chúng ta là canxi hydrocarbonate. Còn câu D chúng ta là canxi sulfat ngậm phân tử nước. Được chưa? Ví dụ 23. Phân super phosphat kép có tên là canxi dihydro phosphat. Canxi là Ca, dihydro là tức là có H2. Thì chọn có đúng là câu C rồi. Bạn hiểu mà. Canxi 2 hydro phosphat. Ở đây chúng ta biết được loại phân 4 nè. Rồi. Thầy nhờ các bạn làm cho thầy 24. Ví dụ 24. Nước muối sinh lý có tác dụng là diệt khuẩn sát trùng trong y học. Là dung dịch có nồng độ là 0,9% của muối nào sau đây? Rồi, đây là kiến thức thực tế. Theo em, nước muối sinh lý ở đây thành phần chính là thằng nào? Thầy mời Đức đi, chỗ nào Đức? Em chọn câu D. Hả? Dạ em chọn D. Rồi chính xác, chọn D. Có ý kiến gì không à? Dạ không ạ. Rồi ok. Chọn D là hoàn toàn chính xác rồi đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục. Nước muối sinh lý chúng ta là NaCl em nha. NaCl chúng ta là thành phần chính của muối ăn đấy, có nhiều trong nước biển nha. Nước muối sinh lý là có thằng này và nhiều thành phần khác chứ không phải mình nước muối sinh lý không đâu. À, một chai nước muối sinh lý ngoài thị trường nó bán 1,5 lít thì khoảng giá khoảng là 15 ngàn, tức là 1 lít là 5 ngàn. Được chưa nhờ? Rồi tiếp theo. Được chưa bạn ơi? Dạ. Dạ rồi. Chúng ta tiếp theo nè. À, công thức của nhôm clorua là gì? Thầy mời Huy chọn nào Huy? Dạ thưa thầy là câu A. Chắc không? Dạ chắc. Rồi ok, hoàn toàn chính xác nha. Nhôm là L, clorua là Cl, nhôm hóa trị 3, clo hóa trị 1, AlCl3. Công thức của natri dichromat là natri là Na, dichrom là 2 chrome. Đúng không em? Mát đây, như vậy chúng ta sẽ lần được cái gì? Dichrom ha, đây là 2, 2 chrome này. Dichro. Được chưa? Chọn qua nha. Ví dụ 27. Chắc nào sau đây là muối axit thôi, chọn luôn. Đó là câu C, câu B. Vì gốc axit nó còn hydro thế thôi. Những câu còn lại thì hôm sau thầy sẽ tiếp tục làm việc với các bạn. Còn như vậy hôm nay chúng ta xin phép nghỉ sớm một tí. Chào cho các bạn buổi tối tốt lành và vui vẻ. Hẹn gặp lại vào những buổi tiếp theo. Bye bye.